các bạn lại trên đây. Và những ngày vừa qua thì trên các trang công nghệ đã xôn xao cũng như là tràn ngập những tin tức về một cái hệ điều hành mới của Apple, đó là iOS 13. Và cái hệ điều hành này nó sẽ giúp cho điện thoại của chúng ta có nhiều điểm mới hơn. Và không phải bất cứ chiếc điện thoại iPhone nào cũng có thể cài được hệ điều hành này. Chỉ có những dòng iPhone mà từ 6S trở lên thì mới có thể cài được. Và ngày hôm nay thì Trinh quyết định cài thử ha cái hệ điều hành này trên hai chiếc điện thoại, đó là chiếc 6S cũng như là chiếc 8 Plus, để xem thử nó có sự khác nhau như thế nào nha. Và trước khi nói về cái sự thay đổi của hiệu năng sau khi mà Trinh đã cài cái hệ điều hành iOS 13, thì Trinh sẽ nói sơ qua về những cái sự thay đổi trong cái máy của chúng ta khi mà chúng ta cài hệ điều hành này để xem thử nó có gì mới nha. Và tính năng mới đầu tiên của cái chiếc điện thoại khi mà cài hệ điều hành iOS đó chính là giao diện tối. Thì như chúng ta đã biết thì giao diện tối như là một tính năng cơ bản trên các điện thoại Android. Tuy nhiên mà sau một thời gian dài chờ đợi thì trên chiếc điện thoại dùng phiên bản iOS 13 thì nó cũng đã có cái tính năng tối để giúp cho chúng ta có thể bảo vệ mắt cũng như là tiết kiệm pin. Và bây giờ thì Trinh sẽ tìm đến tính năng tối. Nói chung là tính năng tối này thì chúng ta có thể tự cài đặt muốn hoặc không là do chính bản thân mình. Thì bạn sẽ vào phần cài đặt rồi đến cái chỗ màn hình và độ sáng, sau đó bấm tính năng tối là màn hình điện thoại của chúng ta nó sẽ tự động tối lại. Và đây là một trong những tính năng ưu việt của cái hệ điều hành iOS 13 này. Để Trinh sẽ kiểm tra khi mà vào những ứng dụng khác xem thử cái màn hình nó có bị tối hay không nha. Đầu tiên sẽ là ghi chú. Như các bạn thấy nè, ghi chú nó cũng đã tối cái màn hình lại nè. Những cái màn hình, những cái bản đồ, bản đồ khi mà chúng ta bật cái màn hình tối thì nó cũng sẽ tối hết cái bản đồ lại và làm cho chúng ta cảm giác như là dễ nhìn hơn cũng như là dễ trải nghiệm hơn. Ngoài ra thì những cái ứng dụng khác khi mà bạn mở ra thì nó cũng sẽ có. Thời tiết thì chắc không có, thời tiết thì không tối được. Nói chung là những cái chứng khoán hay là những cái mục khác, nếu như là bạn mở vô như là thư viện ảnh, nó cũng sẽ làm cái màn hình tối cho các bạn, là thấy rất là thích cái điểm mới này. Và tính năng thứ hai sẽ là tính năng quyền riêng tư trên iOS 13. Tức là khi mà bạn sử dụng cái tính năng này thì nó sẽ cho phép bạn có quyền ngăn chặn hoặc là cho phép một ứng dụng bất kỳ nào đó theo dõi vị trí cũng như là lấy thông tin của bạn. Và với cái tính năng này á, thì bạn có thể tùy chọn quyền. Ví dụ như là bạn nhấp vô bản đồ đi thì nó sẽ hỏi bạn là có cho phép nó theo dõi vị trí hoặc là thông tin của bạn hay không. Thì bạn có quyền cho phép hoặc là không. Tại vì hồi nãy á, Trinh không bao giờ cho phép nên là nó sẽ không hiện lại nữa. Ngoài ra thì cái tính năng, có một cái tính năng mới nữa nó sẽ cập nhật ở trong cái bản mới, đó chính là tính năng đăng nhập bằng Apple, tương tự như tính năng đăng nhập bằng Google hay là đăng nhập bằng Facebook đang có hiện nay. Và với tính năng này á, thì nó sẽ được mã hóa, tức là ứng dụng bên thứ ba sẽ tiếp cận rất ít thông tin từ người dùng. Từ đó thì nó sẽ giúp bảo mật cũng như là quyền riêng tư của bạn được bảo vệ nhiều hơn. Tiếp theo đó chính là tính năng hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh và video nâng cao. Bây giờ Trinh sẽ vô một cái mục ảnh đi. Thì Trinh sẽ vô một hình ảnh. Như chúng ta đã biết á, thì những cái hình ảnh trước giờ bạn phải chỉnh sửa bằng một cái app nào đó. Nhưng mà với cái tính năng mới này thì bạn không cần phải một cái app nào khác, mà nó sẽ cho phép bạn được chỉnh sửa có nhiều cái công năng y như là một cái app chỉnh sửa hình ảnh riêng biệt vậy. Ví dụ như là cái hình này đi, thì ở góc bên phải nó sẽ có chữ sửa, thì bạn bấm vô và nó có rất là nhiều cái công cụ để bạn chỉnh sửa hình ảnh. Đây là như là đây là công cụ tự động nè, kiểu dạng như là chỉnh sửa độ sáng các kiểu. Rồi cái đây là phơi sáng, độ chói, tô sáng, nói chung là rất nhiều, y hệt như là một ứng dụng. Rồi bạn có thể xoay cái hình này nằm thẳng, nằm ngang, rồi zoom ra nữa. Ở phía trên này thì bạn cũng có thể lật ngược cái hình ra hoặc là quay cái hình vòng tròn. Rồi ở phía bên này thì bạn có thể kiểu dạng như là chỉnh sửa kích thước của hình ảnh. Nói chung cái tính năng mà chỉnh sửa hình ảnh này á, nó sẽ cho phép bạn chỉnh sửa một cái bức hình y như là một trong một cái ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh riêng biệt vậy. Trinh thấy nó rất là tiện lợi, bởi vì mình có hình thì mình chỉnh sửa luôn, không cần phải đưa vào bất cứ một cái app nào khác cả, rất là ok. Tính năng mới tiếp theo đó chính là tính năng về bản đồ. Khi mà bạn vô cái bản đồ này thì bạn sẽ thấy nhiều điểm khác biệt khi mà so với những cái bản trước đây, bởi vì cái map này nó được làm hoàn chỉnh hơn. Trinh cảm thấy nó giống như là một cái Google Street View vậy đó. Ngoài ra thì nó còn có
nhiều cái chỗ rất là mới lạ nữa. Như ở đây là nó sẽ có bộ sưu tập cho bạn. Không biết là bộ sưu tập gì. Có một ưa thích nữa, kiểu dạng như là bạn ưa thích cái điểm đến nào thì nó cũng sẽ hiển thị cho bạn. Rồi những cái chi tiết và những cái địa điểm bạn tìm nó sẽ sinh động và dễ dàng tìm hơn khi mà bạn sử dụng cái ứng dụng map này trên cái phiên bản iOS 13. Ngoài ra thì trên chiếc điện thoại iOS 13 này thì nó cũng sẽ có được những cái tính năng như là hỗ trợ các thiết bị lưu trữ di động, tức là bạn có thể kết nối thiết bị của mình với ổ cứng di động bên ngoài như là USB, thẻ nhớ SD. Và ngoài ra thì bạn có thể sao chép các tệp được lưu trữ trên ổ nhớ ngoài và ứng dụng tệp bên trong thiết bị của mình. Một chiếc điện thoại có cài đặt hệ điều hành iOS 13 mới này thì nó cũng sẽ có hỗ trợ cũng như là cải tiến những cái phần mới trong phần nhắc nhở, ghi chú email, trình duyệt cũng như là Messenger. Bạn có thể mày mò và khám phá nó nhiều hơn nữa. Và vừa rồi thì Trinh đã cho các bạn xem những cái điểm mới của điện thoại iPhone của chúng ta sau khi mà cài hệ điều hành iOS 13. Và các bạn có suy nghĩ gì về những cái điểm mới này thì hãy comment ở dưới cho Trinh biết nha. Còn bây giờ thì Trinh sẽ đi kiểm tra về cái phần hiệu năng để xem thử sau khi mà mình cài cái hệ điều hành này thì hiệu năng của máy nó sẽ có sự thay đổi như thế nào. Và để kiểm tra hiệu năng thì Trinh nghĩ là Trinh sẽ dùng hai cách. Cách thứ nhất đó là Trinh sẽ cho nó chạy trên một cái app là AnTuTu để xem thử cái điểm hiệu năng như thế nào. Và cách thứ hai là Trinh sẽ test kiểu dạng như là thử trên máy để xem tốc độ nó có nhanh hay không. Và đầu tiên thì Trinh sẽ kiểm tra hiệu năng trên cái con thấp nhất của iPhone mà được cho phép cài, đó là con 6S, để xem thử điểm của nó như thế nào. Và sau khi mà chạy trên app AnTuTu thì điểm hiện ra của con 6S là 126.934. Thì theo Trinh thấy thì cái điểm này nó cũng không có chênh lệch gì lắm so với trước khi mà chưa cài iOS 13. Có thể như là con 6S nó nằm ở cuối cái danh sách được cho phép á, nên là người ta chỉ cho nó kiểu dạng như là được mạnh ở một số cái như là thao tác hoặc là trải nghiệm thực tế. Còn hiệu năng thì nó có thể là không mạnh cho lắm. Chính vì vậy nên là Trinh quyết định kiểm tra trên hai con lớn hơn, đó là con 8 Plus, để xem thử nó có sự khác biệt như thế nào. Và đối với hai con 8 Plus đây thì Trinh sẽ một con là Trinh sẽ cài hệ điều hành là iOS 13 ở bên trái, còn một con thì Trinh cài hệ điều hành là iOS 12.4 ở bên phải, để xem thử cái số điểm của hai con này nó như thế nào. Và sau khi chạy trên app AnTuTu thì Trinh nhận thấy là ở cái con mà có hệ điều hành 12.4 thì nó có số điểm là 215.217. Còn con mà hệ điều hành iOS 13 thì nó có số điểm là 212.040. Các bạn thấy không? Trong khi con 12.4 nó lại cao điểm hơn con iOS 13 thì chứng tỏ là không phải lúc nào iOS 13 cũng mạnh và cũng nhanh hơn như là Apple đã nói, đúng không? Chính vì vậy nên là Trinh nghĩ là nên test ở trên máy thử xem có sự khác biệt nào nữa không. Vừa rồi thì Trinh vừa thử cái hiệu năng cũng như là cái độ nhạy ở trên trực tiếp trên cái máy này, thì Trinh cảm thấy như là hai cái chiếc máy này á, cái độ nhạy của nó tương đương với nhau, và nói chung là cái tốc độ lướt cũng rất là mượt mà và cảm thấy rất là dễ chịu thoải mái. Nên là Trinh nghĩ là cái hệ điều hành iOS 13 này ở trên cái máy thực nghiệm thì Trinh thấy là nó rất là ok, cũng như là lướt thì rất là thoải mái, nói chung là rất nhanh và rất thích. Và như chúng ta đã biết thì iOS 13 chỉ mới là một cái hệ điều hành ở trên mức thử nghiệm thôi chứ không phải là bản chính thức. Chính vì vậy đối với những bạn mà đang sử dụng hệ điều hành này thì các bạn hãy chuẩn bị tâm lý là nó sẽ bị lắc giật hoặc là nó sẽ không có mượt mà như là hệ điều hành chính thức, nên là các bạn hãy thông cảm với điều này. Còn đối với những bạn mà có suy nghĩ hoặc là quyết định sẽ cài hệ điều hành iOS 13 thì các bạn cũng nên lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất đó chính là dung lượng pin điện thoại của các bạn. Các bạn nên đảm bảo khi mà cài hệ điều hành này thì pin của các bạn nhiều và đầy, bởi vì nếu như mà ít trong quá trình cài á, nó tắt nguồn một cái thì sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng treo táo hoặc là sụt nguồn vô cùng nguy hiểm. Thứ hai nữa là các bạn nên sao lưu dữ liệu của mình, bởi vì đây là một hệ điều hành chỉ mới thử nghiệm thôi mà, nên là lỡ mà có cài không được á thì các bạn cũng có thể có dữ liệu để mà sao chép lại. Và thứ ba nữa là các bạn nên xem
xem xét xem thử là cái máy của mình có phải nằm trong những chiếc máy mà được cho phép cài hệ điều hành iOS 13 không, bởi vì không phải là chiếc máy iPhone nào cũng có thể cài được. Trên đây là những thông tin cũng như là lưu ý về hệ điều hành iOS 13. Các bạn có suy nghĩ gì về hệ điều hành mới này và các bạn đã cài đặt nó chưa? Các bạn có thích nó không? Hãy comment cho Trinh biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên like video cũng như là subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.